Những ngày gần đây, Erling Haaland liên tục xuất hiện trên các mặt báo châu Âu bởi màn trình diễn vô cùng điên rồ của anh. Rõ ràng con số 75 triệu euro mà Manchester City đã bỏ ra để sở hữu tiền đạo người Na Uy đến lúc này cực kỳ đáng đồng tiền bát gạo. Chưa dừng lại đó, hiện tại thêm mức giá của tiền đạo này trên Transfermarkt cũng đã tăng lên chóng mặt và biến cầu thủ 22 tuổi trở thành tiền đạo đắt giá thứ hai thế giới vào lúc này. Vậy, cầu thủ nào đang xếp trên cả Erling Haaland? Và những tiền đạo nào đang nằm top dưới của bảng xếp hạng này? Sau đây, chúng ta sẽ đến với top 10 trung phong đắt giá nhất thế giới thời điểm này, theo Transfermarkt. Vị trí số 10, Arnaud Danjuma, 50 triệu euro. Ở vị trí số 10 là một cái tên đã gây ấn tượng tại Champions League mùa giải trước trong áo Villarreal. Danjuma là người ghi bàn thắng duy nhất giúp tàu ngầm vàng đánh bại Bayern Munich 1-0 ở lượt đi tứ kết Champions League. Mùa vừa qua, tiền đạo 25 tuổi duy trì phong độ cực cao. Anh đã có được 14 bàn trên mọi đấu trường, trong đó có 6 bàn tại sân chơi Champions League. Danjuma là một cầu thủ đa năng, có thể chạy cánh hay chơi vị trí trung phong đều tốt. Với màn trình diễn ấn tượng của mình, mùa hè vừa rồi, Danjuma được rất nhiều câu lạc bộ liên hệ. Đã có thời điểm giới truyền thông Anh đưa tin, Man United muốn biến Danjuma thành một mắt xích quan trọng trên hàng công trong dự án thể thao mới cùng Erik ten Hag. Nhưng rồi mọi chuyện đổ vỡ vào phút cuối, giữa hai câu lạc bộ không tìm được tiếng nói chung. Với màn trình diễn cùng sự quan tâm lớn, giá trị của Danjuma đã tăng lên mức 50 triệu euro và giúp anh đứng thứ 10 trong top 10 trung phong đắt giá nhất thế giới hiện nay. Vị trí số 9, Gabriel Jesus, 50 triệu euro. Mùa hè này, Arsenal đã phải chi tới 52,2 triệu euro, bao gồm cả phụ phí, để đưa tiền đạo người Brazil về với sân Emirates. Số tiền này biến Gabriel Jesus trở thành thương vụ đắt giá thứ 5 trong lịch sử Arsenal. Jesus phải rời Man City khi mà Erling Haaland cập bến. Trong 6 mùa khoác áo Man City, Jesus đã 236 trận, ghi được 95 bàn. Mùa giải vừa rồi, Jesus góp 13 bàn thắng sau 41 lần ra sân cho Man City. Anh là người thừa tại Etihad, thế nhưng khi gia nhập Emirates, anh là trung phong chính. Chính nhờ phong độ cực kỳ cao mà Gabriel Jesus đã giúp Arsenal bay cao trên đỉnh bảng xếp hạng thời điểm này. Anh góp công trực tiếp vào 6 bàn thắng, trong đó anh ghi 3 bàn và tung ra 3 kiến tạo. Hiện tại, mức giá của tiền đạo người Brazil đang được Transfermarkt định giá là 50 triệu euro. Và chắc chắn nếu giữ được phong độ này, mức giá của anh sẽ còn tăng cao hơn nữa. Vị trí số 8, Darwin Núñez, 55 triệu euro. Núñez là cái tên bước ra ánh sáng nhờ màn trình diễn đẳng cấp tại Champions League mùa giải vừa qua. Chính những phẩm chất vượt trội đó đã thuyết phục được Jurgen Klopp và Liverpool xuống tiền để đưa anh về nước Anh. Mũi nhọn người Uruguay ký hợp đồng 6 năm với đội chủ sân Anfield. Darwin Núñez trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Liverpool với 100 triệu euro, vượt qua Van Dijk. Màn trình diễn ở Liverpool của Núñez đến lúc này không đạt được sự kỳ vọng, thậm chí anh còn bị dính một tấm thẻ đỏ. Tuy nhiên, Darwin Núñez thể hiện được khí chất của một cầu thủ giỏi dứt điểm, sông sáo, mạnh mẽ và khao khát ghi bàn. Núñez đã sử dụng tất cả khả năng của mình để đạt được mục tiêu. Khả năng phối hợp không quá tuyệt vời, Darwin Núñez có khả năng gây mất cân bằng khi chọn giải pháp lừa bóng. Như vậy, anh biết cách tạo ra khoảng trống, chiếm ưu thế về không gian mà không cần kỹ thuật cao và có những cú dứt điểm rất nguy hiểm. Hiện tại, Transfermarkt đang định giá chân sút người Uruguay khoảng 55 triệu euro và giúp anh đứng vị trí thứ 8 trong top 10 này. Vị trí số 7, Victor Osimhen, 65 triệu euro. Trung phong người Nigeria sở hữu thân hình khá lý tưởng với một tiền đạo cắm. Anh cao 1m85 và có sức mạnh thể chất vượt trội. Osimhen cũng được ví von là có thân hình và lối chơi khá giống với Lukaku. Anh là một tiền đạo năng nổ và có phạm vi hoạt động rất rộng. Tại Napoli, Victor Osimhen luôn đóng vai trò là tuyến pressing đầu tiên và anh luôn tỏ ra rất hiệu quả trong công việc này. Điểm mạnh của Osimhen là tốc độ và kỹ năng dứt điểm. Chỉ cần anh có khoảng trống, các hậu vệ sẽ ngay lập tức bị bỏ lại phía sau chỉ với một cú nước rút. Khả năng dứt điểm của Osimhen cũng khá đa dạng, có thể sút tốt bằng cả hai chân và khả năng không chiến cũng cực kỳ ấn tượng. Victor Osimhen ký hợp đồng với Napoli vào năm 2020 với giá 70 triệu euro và trở thành tiền đạo đắt giá nhất lịch sử châu Phi. Kể từ đó đến nay, chân sút sinh năm 98 đã nổ súng 28 lần sau 62 trận ra sân. Hiện tại, anh đứng vị trí thứ 7 trong danh sách top 10 trung phong đắt giá nhất thế giới của Transfermarkt với mức giá 65 triệu euro. Vị trí số 6, Romelu Lukaku, 70 triệu euro. Lukaku từng phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của Chelsea và được kỳ vọng sẽ là đối trọng của những ai cạnh tranh danh hiệu chiếc giày vàng Premier League. Tuy nhiên, phong độ thời gian qua ở London đã khiến các Blues vỡ mộng.
Ngoài ra, những phát biểu bên lề của Lukaku luôn trở thành tâm điểm chỉ trích. Với những viễn cảnh u tối đó, mùa hè này, tiền đạo người Bỉ đã khăn gói trở về Inter. Những trận đấu vừa qua tại Serie A, Lukaku có màn thể hiện khá tốt. Anh cũng đã ghi được bàn thắng sau chuyến trận tịch ngờ kéo dài từ khi còn khoác áo Chelsea. So với các năm trước, giá trị của Lukaku đã suy giảm rõ rệt. Hiện tại, anh chỉ có giá rơi vào khoảng 70 triệu euro. Vị trí số 5, Lautaro Martinez, 75 triệu euro. Có lẽ những người xem bóng đá châu Âu đã không còn xa lạ với cái tên này. Martinez từng khuynh đảo thị trường chuyển nhượng khi được các ông lớn như Manchester City và Barcelona đưa vào tầm ngắm. Lautaro Martinez và Inter đang trải qua những ngày tháng cực kỳ ngọt ngào tại Serie A. Hiện tại, Inter đang xếp vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng và thành tích này có rất nhiều sự đóng góp từ Martinez. Với việc được sát cánh bên cạnh người đối tác ăn ý Lukaku, người hâm mộ có quyền kỳ vọng tiền đạo người Argentina sẽ tiếp tục tỏa sáng rực rỡ trong mùa này, nhất là khi anh đã có được 3 bàn sau 4 trận. Hiện tại, Martinez đang được rất nhiều câu lạc bộ tại nước Anh dòm ngó. Vì vậy, mức giá 75 triệu euro do Transfermarkt đánh giá là hoàn toàn phù hợp. Vị trí số 4, Dusan Vlahovic, 85 triệu euro. Mùa hè 2017, Dusan Vlahovic ký hợp đồng có thời hạn 5 năm với Fiorentina vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 18 của anh. Tại Serie A, Vlahovic chứng tỏ mình là một chân sút không thể thay thế và là tiền đạo trẻ hàng đầu của giải đấu này. Anh sở hữu thân hình lý tưởng với chiều cao 1m9, khả năng tì đè, kỹ năng dứt điểm bằng hai chân cực kỳ tốt. Kể từ khi Vlahovic gia nhập Juventus vào đầu năm nay, anh đã đá rất lên chân và trở thành một trong những tiền đạo hay nhất thế giới. Dusan Vlahovic có đủ yếu tố để trở thành một trong những tiền đạo hàng đầu. Với độ tuổi 21 như hiện nay, Vlahovic hứa hẹn sẽ còn những bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai. Rõ ràng, 85 triệu euro là giá trị hoàn toàn phù hợp với những gì mà tiền đạo người Serbia đã trình diễn. Vị trí số 3, Harry Kane, 90 triệu euro. Khi nhắc đến những cỗ máy săn bàn toàn diện nhất làng túc cầu, Harry Kane chắc chắn không thể vắng mặt. Mùa giải vừa qua, Tottenham Hotspur trình làng một diện mạo mạnh mẽ và đáng kỳ vọng. Trong đó, những gì Harry Kane thể hiện vô cùng ấn tượng. Anh không chỉ ghi bàn giỏi mà còn thường xuyên di chuyển ở phạm vi rộng để thu hút các hậu vệ đối phương cũng như kết nối với các vệ tinh xung quanh. Bên cạnh đó, tiền đạo 29 tuổi đã không ít lần tung ra những đường chuyền sắc lẹm. Vì vậy, có một số người gọi Kane là De Bruyne của Tottenham. Chắc chắn, danh hiệu chiếc dây vàng của Son Heung-min cũng có một phần đóng góp to lớn từ Harry Kane. Giới truyền thông đã tốn không ít giấy mực xung quanh những tin đồn về việc Harry Kane chuyển đến Manchester City. Thế nhưng, khi mùa giải mới bắt đầu, anh vẫn khẳng định sẽ ở lại và tiếp tục cống hiến cho Tottenham và vẫn được xem là một trong những tiền đạo có mức giá khủng và hay nhất của nước Anh hiện tại. Vị trí số 2, Erling Haaland, 150 triệu euro. Có lẽ chúng ta chỉ có thể dành cho tiền đạo này một cụm từ để so sánh, đó chính là quái vật. Dù chỉ mới chân ước chân ráo đến Premier League, thế nhưng Erling Haaland đã chứng minh cho giải đấu này thấy anh đủ sức nã đạn vào lưới bất kỳ câu lạc bộ nào và sẵn sàng giúp Manchester City chinh phục chiếc cúp Champions League hàng mong ước. Dựa vào màn trình diễn thời gian gần đây, việc người ta nói Man City đã cực hời khi đưa anh về Etihad với mức giá chỉ 75 triệu euro. Những gì mà Erling Haaland mang lại cho đội bóng của Pep vô cùng tuyệt vời và dưới bàn tay nhào nặng của một trong những bộ óc thiên tài nhất thế giới, chắc chắn Haaland sẽ còn phát triển xa hơn nữa và mức giá 150 triệu euro mà Transfermarkt đang định giá cũng hoàn toàn xứng đáng. Nó cũng giúp anh trở thành trung phong đắt giá thứ hai thế giới. Vị trí số 1, Kylian Mbappe, 160 triệu euro. Sẽ là thiếu sót cực lớn nếu trong top 10 tiền đạo hay nhất thế giới không có Kylian Mbappe, cầu thủ đang được định giá cao nhất thế giới với 160 triệu euro. Mbappe được đánh giá là đủ khả năng tạo nên một sự nghiệp huy hoàng giống như Ronaldo và Messi đã cùng làm được. Mbappe là một cầu thủ cực kỳ toàn diện. Anh sở hữu tốc độ, khả năng đi bóng càng lướt, kỹ năng dứt điểm đa dạng và cả tư duy chiến thuật nhạy bén. Mùa hè vừa rồi, PSG đã phải tốn rất nhiều công sức và tiền của mới giữ chân được tiền đạo người Pháp ở lại với công viên các hoàng tử trước sự chèo kéo của Real Madrid. Và với sự hậu đãi từ thương tần câu lạc bộ như thế này, Mbappe có rất nhiều cơ hội để tiếp tục phát triển trong tương lai. Hiện tại, mức giá mà Transfermarkt đang dành cho anh cũng biến Mbappe trở thành trung phong có giá trị cao nhất thế giới. Nhìn vào top 10 cầu thủ đắt giá nhất thế giới hiện nay, chúng ta dễ dàng nhận thấy không hề có Messi, Ronaldo, Salah, Lewandowski, cho dù họ đang là những chân sút chủ lực tại câu lạc bộ chủ quản của mình. Vì đơn giản, giá trị của các cầu thủ này còn dựa vào độ tuổi và hợp đồng của họ. Những cầu thủ như Harry Kane, Erling Haaland hay Kylian Mbappe
đang đi đúng hướng. Họ đang chứng tỏ mình hoàn toàn xứng đáng với mức giá mà Transfermarkt đã định, và thậm chí nhiều khả năng họ sẽ còn bùng nổ để giúp tăng giá trị của mình lên nữa trong tương lai.